Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã chọn xem video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, như vậy là chu kỳ 60 năm Giáp Thìn, năm Thìn bão lụt đã lặp lại lần thứ ba và trải đủ ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Bão năm Thìn từ lâu đã phổ biến trong cộng đồng, được đúc kết thành ca dao gặp đây kẻ mất người còn, năm Thìn trận bão khóc mòn con người. Năm Thìn được đề cập chính là năm Giáp Thìn. Bởi lẽ người Việt đã hứng chịu hai trận bão lũ khủng khiếp vào năm Giáp Thìn 1904 và năm Giáp Thìn 1964 và hiện tại là năm Giáp Thìn 2024. Cho nên lời nguyền bão năm Thìn không hẳn mang tính mê tín dị đoan mà có giá trị kinh nghiệm được tích lũy từ đời sống thực tế và đời sống tâm linh. Trong video này, mời quý vị cùng nhìn lại những trận bão khủng khiếp trong 3 năm Giáp Thìn để nâng cao ý thức phòng chống thiên tai và nhắc nhở tình người lúc nguy nan, đặc biệt là sau hai trận bão lụt lần trước đều là những sự kiện lịch sử đáng nhớ. Và lần thứ 3 này, đó sẽ là sự kiện gì? Trận bão kinh hoàng năm Giáp Thìn 1904, Nam Bộ nói chung và Sài Gòn nói riêng vẫn được xem là vùng đất có khí hậu ôn hòa, quanh năm nắng ấm. Bởi vậy, cơn bão mạnh chưa từng có đổ bộ vào Sài Gòn năm 1904 là một bất ngờ với cả chính quyền và người dân thời ấy. Tuyến xe lửa Sài Gòn Gò Vấp khánh thành trước ngày xảy ra cơn bão một ngày. Trong bài diễn văn của mình, một quan chức Sài Gòn dõng dạc tuyên bố: Nam Kỳ vốn là Phật địa, không bao giờ có bão lụt tàn phá như các xứ thuộc địa khác. Ấy là sự bảo đảm thịnh vượng chung cho xứ sở, cho mọi người, mà cũng là một hạnh phúc riêng cho các công ty xe lửa. Vào ngày hôm sau, sáng ngày 1 tháng 5 năm 1904, cũng đúng vào ngày bầu cử hội đồng thành phố, suốt từ sáng đến trưa, trời Sài Gòn mưa lâm râm. Đến đầu giờ chiều, gió bắt đầu thổi mạnh và đến 15 giờ, gió càng dữ dội hơn. Người dân Sài Gòn cứ ngỡ là trời giông lớn chứ không ai nghĩ đến bão lụt. Xe ngựa, xe kéo, khách bộ hành kiếm chỗ trú ẩn hoặc chạy về nhà, đường xá vắng tanh. Mới 16 giờ chiều, trời đã tối sầm, điện bị cúp. Ở các nhà hàng, quán cơm, người ta phải đốt đèn cầy hoặc đèn dầu, nhưng do gió mạnh khiến đèn liên tục bị tắt. Cuộc bầu cử hôm ấy vắng mặt tới trên 400 cử tri do thời tiết xấu. Kết quả kiểm phiếu bị hủy bỏ và phải rời lại chủ nhật tuần sau. Đến 17 giờ chiều, trận dông mưa mới thật kịch liệt cực điểm. Dông gió tung rớt mái nhà, đốn ngã cây cối, đứt mấy dây điện và dây thép, nhấn chìm tàu ghe, cột đèn hay cột dây thép siêu ngã liệt địa. Đường xá vắng teo không người lai vãng, tiếng dông mưa thổi ào ào như trời than đất thở. Mưa to gió lớn đến nỗi, nhiều con ngựa đang kéo xe hoảng sợ bứt dây cương, quăng xe chạy tháo thân. Có xe bị lật nhào, kéo theo cả con ngựa nằm té dài cẳng. Hầu hết các xe đều gãy gọng, bay mui, phu xe bỏ chạy toán loạn. Dọc theo sông Sài Gòn, tàu, xà lan, ghe tam bản, ghe chài, ghe lồng đứt dây, trôi ra giữa sông bị sóng gió đánh ập, va đập nhau mà chìm. Đến 17 giờ, các tàu lớn Canebire, Adao và Hộp Sang bị sóng đẩy lên bờ, nằm ngả nghiêng. Chiếc Patrolus đang đậu ở Thủ Thiêm đứt dây neo, chạy ra giữa sông đụng chìm 4 chiếc ghe chở đá, đâm thủng một chiếc ghe chài chở lúa, nhấn chìm khoảng một chục chiếc tam bản trước khi chìm xuống bến nhà rồng. Nhà chức trách thời đó thống kê, riêng tại Sài Gòn, cơn bão năm Giáp Thìn đã làm hơn 3.000 người thiệt mạng, còn về tài sản thiệt hại lên tới 40 triệu đồng, tương đương 1.000 tỷ đồng ngày nay. Trận bão năm Giáp Thìn không chỉ gây thiệt hại cho Sài Gòn, mà hầu hết các tỉnh ở Nam Bộ đều bị ảnh hưởng, sang tận Campuchia. Các tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất là Gò Công, Mỹ Tho, Tiền Giang, Tân An, Long An, Chợ Lớn, Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh và dọc theo vùng duyên hải. Nhiều làng ở gần bờ biển đã bị một hải lưu cao đến 3,5 mét lôi cuốn đi mất. Có thể nói, trận bão năm Giáp Thìn 1904 là cơn bão gây thiệt hại nặng nề nhất cho Sài Gòn từng được ghi nhận. Trận lũ năm Giáp Thìn 1964. 60 năm sau, vào năm 1964, năm Giáp Thìn, đồng bào miền Trung phải hứng chịu trận lũ lịch sử, gây thiệt hại thảm khốc cho các tỉnh thành từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, đặc biệt là Quảng Nam. Năm 1964, tỉnh Quảng Nam trải qua cơn đại hạn chưa từng thấy. Cả năm trời không có một giọt mưa, mực nước sông Thu Bồn xuống thấp chưa từng thấy. Cây lúa khô cháy trên đồng, trâu bò ốm yếu, cuộc sống người dân vô cùng khốn khổ. Mùa mưa năm đó đến trễ, ngày 4 tháng 11 bắt đầu mưa trắng trời, mưa như chút nước, đến nỗi người đứng gần còn không nhận ra mặt nhau. Những trận mưa liên tục từ
từ ngày 4 tới ngày 10 tháng 11 năm 1964, khiến nước sông Thu Bồn bắt đầu dâng cao và cuốn trôi tất cả. Tại Quảng Nam, xác người thiệt mạng và gia súc, gia cầm bị cuốn theo dòng nước về tận vùng biển, ùn ứ lại thành một bờ đê. Làng Đông An, xã Quế Phước, huyện Đông Sơn, tỉnh Quảng Nam là nơi hứng chịu tang thương nhiều nhất. Tất cả các ngôi nhà trong làng đều bị nước cuốn trôi. Tiếng kêu la thảm thiết vang lên khắp nơi trong màn đêm. Lũ rút, cả làng không còn một ngôi nhà nào, cảnh tiêu điều, xác xơ. Khắp làng là một màu trắng đục của bùn non. Nhiều gia đình dòng họ coi như mất gốc từ đó. Gần 1.500 người trong làng thiệt mạng do lũ, còn lại 19 người sống sót. Có người sau đó ở lại làng, nhưng có người không thể ở lại vì những nỗi ám ảnh khôn nguôi. Họ bỏ xứ đi tha hương, đến ngày giỗ chung thì về thắp nhang. Thảm họa này được lưu truyền trong dân gian với tên gọi Đại họa Năm Thìn. Trong trận lụt kinh hoàng năm Giáp Thìn 1964, gần 10.000 người ở các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Tín, Quảng Ngãi đã thiệt mạng. Bão Yagi, siêu bão năm 2024, đổ bộ vào miền Bắc. Và đúng chu kỳ 60 năm, Giáp Thìn 2024, miền Bắc đón siêu bão Yagi, cơn bão mạnh nhất trong 30 năm trở lại đây. Sức gió mạnh nhất cấp 16, giật cấp 17. Cơn bão số 3 Yagi đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho nhiều địa phương ở miền Bắc. Diễn biến về đường đi, cấp độ, đặc điểm của cơn bão ngay khi vào Biển Đông đã xuất hiện nhiều quy luật dị thường. Là cơn bão có cường độ tăng nhanh, trong 24 giờ, cường độ bão tăng 8 cấp và duy trì cấp siêu bão trong thời gian dài khi đổ bộ vào phía đông của đảo Hải Nam Trung Quốc, vẫn còn giữ cường độ siêu bão. Mức độ giảm cấp trên đường đi không theo quy luật thông thường, bởi khi đi qua đảo Hải Nam Trung Quốc vào vịnh Bắc Bộ, các cơn bão thường yếu đi nhanh, nhưng với bão số 3 Yagi thì không. Khi áp sát bờ biển Quảng Ninh Hải Phòng, bão vẫn giữ cường độ cấp 12-13, thời gian lưu bão trên đất liền kéo dài tới 12 giờ. Ngày 3 tháng 9, sau khi vào Biển Đông, bão số 3 Yagi di chuyển chủ yếu theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc. Đến ngày 5 tháng 9, bão tăng 8 cấp trong 48 giờ, từ cấp 8 lên cấp 16, cấp siêu bão. Cấu trúc hệ thống bão đối xứng, hoàn lưu bão rộng được duy trì và phát triển trong môi trường rất thuận lợi. Nhiệt độ bề mặt nước biển rất cao, trên 31 độ C. Hội tụ ẩm mực thấp rất lớn, là những điều kiện để bão duy trì cường độ mạnh. Bão số 3 duy trì cấp siêu bão hơn 24 giờ trước khi đổ bộ vào đảo Hải Nam Trung Quốc vào tối ngày 6 tháng 9. Đêm 6 tháng 9, bão số 3 đi vào vùng biển phía đông của khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Cường độ bão giảm xuống cấp 14, giật cấp 17. Chiều 7 tháng 9, bão số 3 đổ bộ vào khu vực các tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng với cường độ cấp 12, 13, giật cấp 15. Thời điểm tâm bão Yagi vừa đi qua, gió vẫn mạnh kèm mưa lớn, khiến sóng biển Hạ Long, Quảng Ninh dâng cao. Hàng chục thuyền bè neo đậu tại đây đã bị sóng đánh chìm. 4 giờ sáng ngày 8 tháng 9, bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Bắc Bộ, sau đó tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần. 11 giờ ngày 8 tháng 9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới. Cơn bão số 3 đi qua, nhưng hoàn lưu bão số 3 tiếp tục gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều địa phương miền Bắc. Tính đến sáng ngày 10 tháng 9, số người thiệt mạng và mất tích đã tăng lên 103 người. Số người bị thương lên đến 752 người. Thiệt hại về nông nghiệp rất lớn với 148.632 hecta lúa bị ngập úng thiệt hại. Ngoài ra, 26.186 hecta hoa màu bị ngập úng, 1.577 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng cuốn trôi, 1.111 con gia súc, 680.243 con gia cầm bị chết. Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội bị mất điện, mất liên lạc trên diện rộng. 12 đoạn đường dây 500 kV, 36 đường dây 220 kV, 173 đường dây 110 kV bị sự cố và 5.305 cột đèn bị đổ gãy. Do thời gian lưu bão dài và duy trì cường độ gió bão, gió giật rất mạnh đã làm 48.337 nhà ở bị hư hỏng nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng. Rất nhiều biển hiệu quảng cáo, cột viễn thông, trạm phát sóng di động bị gãy đổ, cây xanh đô thị bị bật gốc, đổ la liệt trên các tuyến đường tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc còn mưa lớn từ nay đến ngày 12 tháng 9, trong đó mưa tập trung trọng điểm vào hai ngày 10 và 11 tháng 9. Đêm và sáng sớm mùng 10 tháng 9, ở các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 9 tháng 9
tới 3 giờ ngày 10 tháng 9, có nơi trên 200mm như Yên Ninh, Yên Bái 321,6mm, Đồng Tâm Hòa Bình 272,8mm, Hương Sơn Hà Nội 254,2mm, Quang Trung Nam Định 207,8mm. Dự báo vùng núi và trung du miền Bắc trong ngày 10 tháng 9 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Riêng Lào Cai, Yên Bái có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, có nơi trên 250mm. Ngày và đêm 11 tháng 9 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 120mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An ngày 10 tháng 9 có mưa to đến rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, có nơi trên 300mm. Ngày và đêm 11 tháng 9 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-90mm, có nơi trên 200mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo, ngày và đêm 12 tháng 9, khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-60mm, có nơi trên 100mm. Thiên tai rất khôn lường, quá trình biến đổi khí hậu toàn cầu càng khiến diễn biến bão lụt thêm khó dự đoán. Các nhà khoa học đã chứng minh có nhiều hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ lặp lại sau một vòng hoa giáp 60 năm mà bão Năm Thìn cũng trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng người Việt thời kỳ nào cũng luôn đầy bản lĩnh để bước qua mọi khó khăn, gian khổ, biến nguy thành cơ. Sau mỗi lần bão lụt Năm Thìn, Việt Nam lại đạt một dấu mốc lịch sử quan trọng. Sự chuyển pha đột ngột La Nina khiến thời tiết sẽ có nhiều biến động và nhiều hình thái thời tiết cực đoan như nắng nóng, mưa rông, lũ lụt và bão nhiều. Hình thái chuyển pha đột ngột từ El Nino sang La Nina từng ghi nhận vào năm 1964 Năm Thìn. Thời đó, El Nino xuất hiện từ tháng 5 năm 1963 và kéo dài đến hết tháng 1 năm 1964. Ngay sau đó, La Nina xuất hiện từ tháng 4 năm 1964 đến cuối năm ấy. Các nghiên cứu gần đây cũng cho thấy biến đổi khí hậu đang chi phối các hình thái thời tiết thay vì các pha của Enso. Chính vì vậy, những diễn biến bất thường của thời tiết có thể xảy ra không theo quy luật bất kể đó là pha nào. Theo thống kê từ Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, biến đổi khí hậu đã và đang xảy ra trên toàn cầu là xu thế không thể đảo ngược. Cũng theo báo cáo trên, nhiệt độ trung bình bề mặt khí quyển toàn cầu đang được dự báo theo kịch bản cao nhất vào cuối thế kỷ 2081-2100, có thể tăng lên mức 4,4 độ C từ 3,3 tới 5,7 độ C, làm cho mùa đông trong tương lai ấm hơn. Cơn bão Giáp Thìn năm 1904 đã trở thành tác nhân hình thành một phong trào cách mạng. Sau bão lụt là đấu tranh chống thuế, bão tàn phá rừng U Minh, làm ngành khai thác mật, giáp ong xuất cảng là nguồn thu quan trọng của Nam Kỳ thời ấy bị giảm sút. Ngược lại, số lượng lớn cây tràm bị ngã đổ trong nước đã phát sinh nghề mới là khai thác tràm lụt. Sau cơn bão, các điền chủ Nam Kỳ khởi đầu đấu tranh đòi giảm thuế mà người đứng đầu là ông Trần Chánh Chiếu, theo Tây Học, từng làm công chức cho Pháp, mang quốc tịch Pháp với tên Gilbert Trần Chánh Chiếu. Ông có tinh thần cách tân, nghỉ làm công chức về làm xã trưởng. Ông hợp nhất quy hoạch ba làng Vân Tập, Vĩnh Thanh, Vĩnh Tân thành làng Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá ngày nay. Ông cũng đứng ra khẩn hoang 1.000 hectare đất ở vùng Tràm Chẹt. Lấy lý do bão làm ảnh hưởng thiệt hại mùa màng, Trần Chánh Chiếu cùng các điền chủ ở Rạch Giá và các tỉnh miền Tây đứng ra đấu tranh chống thuế kéo dài đến năm 1906. Cuộc đấu tranh trên đã bộc lộ một sự thật khách quan. Vào năm 1905, giai tầng điền chủ đã hình thành, có tinh thần chống Pháp, nhất là vào năm kế tiếp khi đa số điền chủ lớn ở Nam Kỳ đều hưởng ứng cuộc Minh Tân, phong trào Duy Tân do Bùi Chí Nhuận và Trần Chánh Chiếu điều khiển, ủng hộ ông Phan Bội Châu và ông Cường Đệ. Sau cuộc đấu tranh chống thuế năm 1906, Trần Chánh Chiếu rời quê lên Sài Gòn, cùng lúc làm chủ hai tờ báo Nông Cổ Mín Đàm và Lục Tỉnh Tân Văn để phát động công cuộc Minh Tân. Về bối cảnh lúc bấy giờ, người dân Việt chỉ biết làm nông, công nghiệp, tài chính trong tay người Pháp, dịch vụ, thương mại trong tay người Hoa, cho vay nhỏ lẻ ở các chợ trong tay người Ấn. Nội dung công cuộc Minh Tân của Trần Chánh Chiếu tương tự như phong trào Duy Tân của Phan Chu Trinh, nhưng ông đặt nội dung mở mang kinh tế, dân sinh lên hàng đầu. Về mặt nổi, ông thành lập công ty Minh Tân Công nghệ sản xuất xà bông, diêm quẹt ở Mỹ Tho, có 16.000 cổ đông tham gia, mở khách sạn Minh Tân ở Mỹ Tho và Trung Nam ở Sài Gòn để cạnh tranh với người Hoa và là cơ sở tư vấn trực tiếp cho người Việt lập công ty kinh doanh.
Hai tờ báo ông làm chủ bút có nội dung chính là cổ suý, hướng dẫn, đăng tin miễn phí cho những người Việt mở mang kinh doanh, thương mại, dịch vụ. Trong thời gian ngắn, nhiều điền chủ, người có tài sản hưởng ứng sôi nổi đăng tin lập công ty trên báo. Về mặt ngầm, Trần Chánh Chiếu tuyển mộ thanh niên đưa sang Nhật học tập và ủng hộ tiền bạc hưởng ứng phong trào Đông Du của Phan Bội Châu. Trong 200 thanh niên Việt Nam sang Nhật, có 100 là thanh niên Nam Kỳ. Nhưng mới đến Trung Quốc thì Nhật bắt tay với Pháp, không tiếp nhận nên phải quay về. Ông Phan Kim Thạch đã mua xe ô tô, mở tuyến xe khách Tân An - Thanh Vĩnh Đông đầu tiên. Ông Phan Văn Mẹo thuê thợ về Tầm Vu phát động thanh niên địa phương hớt búi tóc. Năm 1908, Minh Tân Công Nghệ vừa ra mẻ xà bông đầu tiên, Pháp bắt Trần Chánh Chiếu và 91 đồng chí. Phong trào Minh Tân tan rã, nhưng những mầm mống về ý thức kinh thương của người Việt dần nảy mầm và phát triển. Hiện nay, tên Trần Chánh Chiếu được đặt cho hai con đường ở quận 5 thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang. 60 năm sau, vào năm 1964, khi phong trào đồng khởi ở Quảng Nam, Quảng Đà đang giành được những thắng lợi quan trọng thì xảy ra trận lũ lịch sử, nhưng cũng không thể đánh bại được ý chí kiên cường của nhân dân ta. Trong lúc khó khăn đã xuất hiện những tấm gương sáng ngời. Đại tướng Chu Huy Mân, lúc đó là tư lệnh quân khu 5 chứng kiến trận lụt này, đã ghi lại những thiệt hại nặng nề của lực lượng vũ trang. Núi sạt lở từng mảng, kéo theo một số buôn làng của đồng bào dân tộc và một số bệnh xá, cơ quan, đơn vị. Riêng bộ đội đã có 70 cán bộ chiến sĩ bị vùi lấp. Trận lụt đã gây ra nạn đói nghiêm trọng, đe dọa khắp vùng ven biển miền Trung, tác động sâu sắc đến nhiều mặt của cuộc kháng chiến. Trong tình thế hiểm nghèo đó, tình quân dân thắm thiết lại càng phát huy cao độ. Bộ đội du kích vừa chống địch càn quét, vừa dùng thuyền bè, chuối lao đi giữa làn bom đạn để cứu dân. Nhân dân vừa lo tránh lụt, vừa lo tắt nước, sửa hầm để bộ đội trú ẩn, bát cơm xẻ nửa, củ sắn chia đôi. Mọi người chia nhau từng hạt lúa, củ khoai còn sót lại để chống chọi với thiên tai địch họa. Đặc biệt nổi lên tấm gương sáng của anh Lộc, một thợ rèn ở xã Lộc Quý, huyện Đại Lộc. Dù nhà bị trôi, của cải mất hết, nhưng vẫn chèo ghe trong mưa lũ, cứu sống được 18 người. Sau trận lụt, khó khăn chồng chất khó khăn, tưởng chừng không thể vượt qua nổi. Nhưng càng khó khăn, càng gian khổ, Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam, Quảng Đà càng bền gan vững chí, kiên trì chịu đựng và anh dũng vượt qua. Để kịp thời khắc phục những thiệt hại do lũ lụt gây nên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Đà ra chỉ thị khẩn cấp cứu tai nạn bão lụt, coi đây là công tác trọng tâm đột xuất trước mắt, gắn chặt việc chống đói, chống đau với chống giặc. Vận động phong trào cứu trợ với tinh thần lá lành đùm lá rách, một miếng khi đói và một gói khi no, cứu trợ bão lụt đi đôi với đẩy mạnh sản xuất, hoa màu ngắn ngày. Trước tình hình lũ lụt của nhân dân các tỉnh miền Trung, trên báo Nhân dân số ra ngày 17 tháng 11 năm 1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư với những lời thăm hỏi, chia sẻ ân cần. Người viết: máu chảy ruột mềm, được tin đó, tôi và toàn thể đồng bào miền Bắc rất đau xót như sắt muối vào lòng. Người không quên gửi lời động viên với niềm tin, đồng bào sẵn có truyền thống anh hùng, không vì tai họa mà nản chí. Tôi chắc rằng đồng bào sẽ đoàn kết chặt chẽ, giúp đỡ lẫn nhau, anh dũng vượt qua mọi khó khăn, mau chóng hàn gắn vết thương do lũ lụt gây nên, ổn định cuộc sống. Đồng thời, đồng bào sẽ cùng toàn thể nhân dân miền Nam kề vai sát cánh tiếp tục cuộc đấu tranh gian khổ và tất thắng để giải phóng miền Nam. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lời kêu gọi của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, đồng bào khắp các tỉnh, thành phố miền Nam, đặc biệt là học sinh, sinh viên, Phật tử Sài Gòn, Gia Định đã quyên góp được hàng chục tấn gạo và đưa hàng hóa, thuốc men đến tận nơi cứu giúp đồng bào vùng lũ. Trên đường Trường Sơn, những chiến sĩ đoàn 559 khẩn trương vận chuyển thực phẩm, thuốc chữa bệnh do Bác Hồ và nhân dân miền Bắc gửi vào. Chỉ trong thời gian ngắn, nhân dân các xã vùng lũ đã khắc phục được hậu quả, đẩy mạnh sản xuất, trồng rau màu, làm vụ đông xuân hết diện tích, nhanh chóng khôi phục hầm hào, củng cố làng chiến đấu, phòng chống địch, bảo vệ thành quả cách mạng đã giành được. Tháng 3 năm sau, vụ đông xuân được mùa chưa từng có, rau màu dồi dào, đàn gia súc gia cầm không những khôi phục mức cũ mà còn phát triển thêm. Qua phong trào, thực lực cách mạng được tăng cường, nhân dân vô cùng phấn khởi và tin tưởng cách mạng. Ấm áp tình người trong bão Yagi, thêm 60 năm nữa, siêu bão Yagi dẫu gây không ít mất mát và để lại nhiều đổ nát, thì cả nước chung tay san sẻ với những địa phương bị ảnh hưởng để cùng nhau dựng lại nhà, dựng lại người. Khi bão tan, khi lũ rút, thì tình người vẫn ở lại, nồng ấm và tin cậy trong ơn nghĩa đồng bào. Thời điểm trước và trong khi bão Yagi đổ bộ, nhiều người đã chia sẻ hàng loạt video, hình ảnh xúc động, ghi lại cảnh người Việt giúp đỡ nhau trong hoạn nạn gió bão. Được người không quen dìu xe trong gió bão, video hai chiếc ô tô trắng cùng phối hợp đưa một xe máy di chuyển được chia sẻ trên nhiều trang mạng.
Video quay lại hình ảnh một người điều khiển xe máy đang cố gắng di chuyển khi gặp sức cản của gió. May mắn, chiếc xe sau đó đã được hai tài xế tạo một lối đi an toàn bằng cách chạy song song, chắn gió cho xe máy ở giữa. Dương Nhường, cô gái 29 tuổi, quê ở Từ Sơn, Bắc Ninh, cũng là một trong những người được giúp đỡ khi điều khiển xe máy qua cầu Nhật Tân. Nhường cho biết, 12 giờ ngày 7 tháng 9, trên lộ trình từ công ty trở về nhà, cô đi qua cầu Nhật Tân. Tuy nhiên, khi đi được 1/4 cầu, Nhường không thể điều khiển xe đi tiếp vì gió quá mạnh. May mắn sau đó, Nhường được một tài xế lái xe tải môi trường tốt bụng chủ động đi chậm lại để che chắn cho. Thoát tim giải cứu người dân suýt bị thổi bay trước gió bão ở Hải Phòng. Anh Lã Xuân Phương ở Hải Phòng cho biết, khoảng 15 giờ ngày 7 tháng 9, anh Phương thấy có người đi xe máy di chuyển qua đường Hùng Vương trước nhà. Vì gió quá mạnh, một phụ nữ phải bỏ lại xe máy bên vệ đường và tìm chỗ bám víu vào giải phân cách vì không thể tiếp tục di chuyển, lo sợ gió thổi bay. Mưa chút xuống, người phụ nữ mảnh khảnh vẫn ngồi ở giải phân cách giữa đường để chờ giải cứu. Khoảng 15 phút sau, có một chiếc ô tô màu trắng đi vụt qua, sau đó bất ngờ lùi lại. Tài xế ô tô sau đó đã đồng ý cho người phụ nữ lên xe ngồi nhờ để tránh gió bão. Người phụ nữ đã phải dùng hết sức lực mở cánh cửa ô tô rồi bước lên xe. Anh Phương đã dùng điện thoại quay lại những hình ảnh đó và chia sẻ trên mạng xã hội. Video đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Anh cho biết, lúc đó hoạn nạn mới hiểu thấu tấm lòng của người Việt Nam đoàn kết che chở cho nhau vượt qua khó khăn. Cũng trong ngày 7 tháng 9, nhiều diễn đàn mạng đã chia sẻ thông tin về các địa chỉ cung cấp nhà ở miễn phí cho người vô gia cư ở Hà Nội. Chị Tuyết ở phố Vũ Ngọc Phan cho hay, gia đình chị có căn chung cư để trống nên sẵn lòng đón tiếp ai có nhu cầu tránh bão. Nữ chủ nhà còn hỗ trợ đồ ăn miễn phí, thuê taxi đưa đón tận nơi. Chủ căn biệt thự 7 phòng ngủ ở khu đô thị Vinhome Ocean Park 2 cũng cung cấp số điện thoại cá nhân để hỗ trợ những công nhân thợ làm thuê không kịp về quê tránh bão và đưa những người này về biệt thự ở tạm tránh bão. Nghe thông tin bão Yagi sẽ vào Hà Nội chiều 7 tháng 9 với sức gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, cấp 10, chị Lưu Thị Thanh Tuyền quyết định chia sẻ không gian ở với những người vô gia cư. Chị cho hay, gia đình chị có hai căn hộ ở khu Sunshine Riverside Tây Hồ, một căn để ở và một căn làm việc. Gia đình chị Tuyền đã dọn dẹp lại căn hộ dùng để làm việc, dành làm nơi tránh trú bão cho những người có nhu cầu. Căn hộ này khá rộng rãi, có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách và bếp, đồ đạc đầy đủ, phục vụ nhu cầu sử dụng. Căn hộ có khả năng lưu trú cho hàng chục người. Cùng chung ý nghĩ, chị Trần Anh Phương cũng đăng tải thông tin về căn hộ 100m² ở phố Nguyễn Tuân, Thanh Xuân để những sinh viên, người vô gia cư sống trong các căn nhà không chắc chắn có thể tới lưu trú trong vài ngày. Sau khi đăng tải thông tin, chị Phương Anh tất bật nghe điện thoại liên hệ của mọi người. Bên cạnh đó, chị còn sẵn sàng dùng taxi của gia đình đi đón mọi người đến nơi ở hoàn toàn miễn phí. Và trong cơn bão số 3, hai chiến sĩ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ, nhưng họ sẽ sống mãi trong lòng nhân dân. Những chia sẻ đầy xúc động của người vợ trẻ khi nghe tin dữ về chồng trên mạng xã hội đã lấy đi nước mắt nhiều người. Sau cơn bão, em sẽ đón anh về. Không phải em không khoe ảnh vợ chồng mình, mà chỉ là em thích giữ cho em thôi. Vợ tự hào khi là vợ của chồng, một người chiến sĩ đúng như câu nói, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, hết mình vì nhiệm vụ, hết lòng vì đồng đội. Anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Giờ thì về trong vòng tay em nhé. Sáng 7 tháng 9, Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm cùng đơn vị thực hiện phòng chống cơn bão số 3 tại thôn Pạt, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Sau khi lấy xong cây trống, trên đường về, thấy đồng đội trượt chân, có nguy cơ bị đè, gây nguy hiểm cho các đồng đội khác. Thượng úy Khiêm lao vào đỡ, bị cây đè lên người và ngã ra. Đơn vị đã kịp thời đưa Thượng úy Khiêm vào Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Liêu cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương nặng, Thượng úy trẻ đã tử vong sau đó. Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm, quê ở xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bố mẹ là nông dân, làm thêm bằng nghề phụ hồ. Anh mới lập gia đình cuối năm 2023. Gia đình Thượng úy Khiêm thuộc diện khó khăn, nhưng bố mẹ đã nỗ lực nuôi con ăn học nên người. Trong đó, Khiêm và người anh đang công tác trong quân đội, còn hai em đang tuổi ăn học. Được biết, Thượng úy Khiêm là người hiền lành, từ bé đã nỗ lực học tập, rèn luyện để được vào phục vụ cho quân đội. Đau lòng tiếp nối trong cơn bão số 3 khi thiếu tá Trần Quốc Hoàng, sinh năm 1987, quê quán xã Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, là cán bộ trại giam Quảng Ninh thuộc Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng, Bộ Công an đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ phòng chống bão số 3, bảo đảm an toàn cho trại giam và phạm nhân.
Trước đó khoảng 24 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2024, lũ quét dâng cao có thể nguy hiểm đến tính mạng của phạm nhân tại phân trại số 2. Thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho phạm nhân và phân trại số 2 trong tình huống khẩn cấp, Thiếu tá Trần Quốc Hoàng đã bị nước lũ chảy xiết cuốn trôi. Ngay sau khi sự việc xảy ra, trại giam Quảng Ninh cùng với lực lượng cứu nạn cứu hộ công an Quảng Ninh nỗ lực khẩn trương triển khai tìm kiếm trong điều kiện thời tiết vô cùng khó khăn. Đến 10 giờ 15 phút ngày 8 tháng 9 năm 2024 đã tìm thấy thi thể của Thiếu tá Trần Quốc Hoàng tại khu vực bờ suối thôn Đồng Vải, xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long, cách đơn vị khoảng 1 km. Sau cơn bão Yagi, vào 10 giờ ngày 9 tháng 9, trụ T7 và nhịp 67 của cầu Phong Châu Phú Thọ bị đổ sập. Lúc đó anh Ngô Văn Khanh đang ở trong nhà và nghe thấy tiếng hò hét cầu sập rồi. Nam thanh niên 26 tuổi lập tức lao ra ngoài và kinh hãi thấy cây cầu kiên cố bắc qua sông Hồng đã mất hai nhịp. Quan sát xung quanh, anh Khanh thấy dòng nước xiết đục ngầu đang cuốn theo nhiều cây gỗ và rác. Vài phút sau, anh nhìn thấy một người đàn ông đang cố gắng bám víu vào một thân cây, chơi với vật lộn giữa dòng nước lũ. Thấy anh Sơn kêu cứu, anh Khanh không suy nghĩ nhiều, lập tức chạy ra lấy đò của gia đình, trèo ra giữa dòng nước xiết, tiếp cận người bị nạn. Khoảng cách từ bờ ra đến vị trí cứu hộ chừng 400 tới 500 mét. Anh Khanh kể và cho biết việc trèo được đò đến chỗ anh Sơn không hề đơn giản vì nước xiết. Sau nhiều nỗ lực, anh Khanh đã đưa được nạn nhân lên đò trong tình trạng có nhiều vết thương. Hiện nay, tại khắp các địa phương trên cả nước, nhân dân đều đang hướng về người dân vùng bão lũ. Từ nơi khúc ruột miền Trung gánh chịu lũ lụt thường xuyên đến miền Nam xa xôi, cũng sẵn sàng tình nguyện vượt hàng ngàn km ra Bắc chung tay cùng bà con dọn dẹp đổ nát, khắc phục hậu quả. Những lời kêu gọi từ khắp nơi gom hàng cứu trợ, quần áo, lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết gửi đến đồng bào vùng lũ. Những tấm lòng hảo tâm luôn hiện hữu. Giữa chốn thị thành, nơi mà sự an toàn luôn được đặt lên hàng đầu, vẫn có những người sẵn sàng rộng cửa đón người vô gia cư, sinh viên nghèo, những người mất nơi ở vì bão vào lánh nạn, lo chỗ ăn chỗ ngủ miễn phí cho họ chờ bão qua. Trong lặng lẽ, họ giúp nhau san sẻ tủi hờn, cùng động viên nhau vượt qua mất mát. Mưa lũ vẫn tiếp tục hoành hành ở các tỉnh miền núi phía Bắc, nước ở các con sông con suối vẫn dâng lên không ngừng. Đêm nay lại là một đêm không ngủ. Cũng đêm nay sẽ có những con người đang khẩn trương có máu phao, đèn pin, sạc dự phòng để sớm mai kịp chuyến hàng cứu trợ về cho người dân vùng lũ. Hàng ngàn, hàng vạn trái tim luôn hướng về đồng bào lũ lụt. Trải qua nhiều cơn bão, những trận lụt lịch sử, chúng ta càng tin không đâu tình người lại nồng ấm như ở đất nước mình. Đó là truyền thống, là văn hóa ứng xử giữa con người với con người. Điều tốt đẹp sẽ luôn được tiếp nối, lan tỏa khi đó là bản chất dân tộc trong gian nan hoạn nạn càng trở nên thấu rõ. Khó khăn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có ánh sáng của tình người là còn mãi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết video trên kênh YouTube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video sau.